Biệt thự sao hoa 700 m² ở giữa Sài Gòn của tài tử Lý Hùng. Nam tài tử Lý Hùng sống cùng gia đình trong căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, anh dành không gian cho khu vườn để trồng cây, nuôi chim và thả cá. Mới đây, Lý Hùng có dịp hội ngộ người tình bằng ảnh Diễm Hương sau 30 năm mất liên lạc. Trong khi Diễm Hương sớm lập gia đình, sinh con và ra nước ngoài định cư, thì Lý Hùng dành nhiều thời gian cho nghệ thuật. Trước đây, diễn viên Lý Hùng sống cùng gia đình trong căn hộ, đồng thời là trụ sở văn phòng của xưởng phim gia đình nằm trên đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Lý Hùng tậu riêng một căn biệt thự 3 tầng trong khu dân cư Yên Tĩnh ở quận Tân Bình. Biệt thự của Lý Hùng gồm một trệt và hai lầu, sân thượng có tổng diện tích sàn là 700 m². Hầm xe trong nhà Lý Hùng gồm một tầng để xe máy và một tầng nâng xe được anh đặt mua từ Mỹ để đủ chỗ cho hai xe hơi. Từ bên ngoài, căn biệt thự toát lên vẻ bề thế sang trọng. Ở bên trong là không gian sống hiện đại, tiện nghi. Trong phòng khách, tài tử Lý Hùng trưng bày nhiều ảnh gia đình, giải thưởng mà các thành viên đạt được trong sự nghiệp diễn xuất. Phòng ăn thiết kế liền kề với khu vườn. Tại các khoảng sân nhà, Lý Hùng trồng cây, chim, nuôi chim và cá. Toàn bộ tầng 2 là phòng ngủ của Lý Hùng với đầy đủ tiện nghi, nội thất sang trọng như khách sạn 5 sao. Phòng ngủ hơn 100 m² được Lý Hùng phân thành hai khu. Khu vực dành cho phòng tắm, tủ quần áo được lát và ốp đá. Trong khuôn viên biệt thự, Lý Hùng thiết kế một khu vườn mini trồng nhiều cây cảnh và cây ăn quả. Nam tài tử còn dành không gian riêng để rèn luyện thể lực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.